6 điều người hạnh phúc không bao giờ làm, không so sánh, không đổ lỗi. Những người hạnh phúc dành thời gian để biểu lộ lòng biết ơn, trau dồi sự lạc quan, làm những việc tử tế, nuôi dưỡng những mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng họ không bao giờ làm những điều này. 1. So sánh mình với người khác. Thỉnh thoảng, chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống là vì chúng ta so sánh với người khác. Chúng ta nghe ngóng thế giới thay vì lắng nghe bản thân mình. Để hạnh phúc hơn, bạn nên phớt lờ những thứ làm mình sao nhãng công việc và cuộc sống của mình. Hãy giữ tinh thần và ước mơ của mình, nhắm vào mục tiêu của bản thân và không nên so sánh cuộc sống của mình với thành công của người khác. Bạn sẽ hạnh phúc hơn khi bạn tập trung vào công việc chính của mình và không gì có thể lung lay ý chí của bạn trên con đường thành công. 2. Đổ lỗi cho người khác. Chúng ta không cần sự cho phép của bất kỳ ai để được hạnh phúc. Cuộc sống của bạn rất tuyệt không phải vì ai đó cho phép hoặc bởi vì bạn đạt được điều gì đó mới mẻ. Bạn hạnh phúc bởi vì bạn chọn con đường đi của riêng mình và bạn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Khi bạn không có lỗi cho người khác, cho mọi thứ xung quanh, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Nếu hiện tại bạn không hạnh phúc, đó không phải là lỗi của người khác. Nếu tất cả mọi thứ không hoàn hảo, hãy nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp xung quanh mình. 3. Xác định giá trị bản thân từ người khác. Khi bạn thật sự sống một cuộc sống đơn giản, không so sánh, không ganh đua với người khác, mọi người sẽ tôn trọng bạn. Và quan trọng hơn, bạn cũng tôn trọng chính bản thân mình hơn. Bạn đã khiến mọi người nghĩ về bạn như thế nào? Bạn sẽ làm khác đi nếu biết rằng không ai phán xét bạn. Sự thật là không ai có quyền phán xét bạn. Mọi người có thể nghe câu chuyện của bạn và họ có thể nghĩ rằng họ biết về bạn, nhưng họ không thể cảm nhận được bạn đang trải qua những gì. Nên hãy quên những gì người khác nghĩ về bạn và chỉ tập trung vào bản thân mình thôi. Những người chấp nhận bạn là bạn của bạn. Những người không chấp nhận bạn là thầy của bạn. 4. Nuôi oán giận người khác trong lòng. Những chuyện xảy ra trong quá khứ có thể khiến bạn thất vọng, buồn bã đến hiện tại. Nhưng có ích gì nếu luôn luôn oán giận người khác? Tha thứ là cách tốt nhất để khắc phục những trăn trở hiện tại. Nó cho phép bạn tập trung vào hiện tại và tương lai. Điều đó không có nghĩa rằng bạn sẽ quên chuyện quá khứ và tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng bạn nên buông bỏ oán giận và đau đớn thay vì cứ nắm giữ và quằn quại với nó mỗi ngày. 5. Không chấp nhận sự thật phũ phàng. Những người hạnh phúc luôn luôn biết chấp nhận sự thật. Dù sự thật có phũ phàng đến đâu, đó cũng là điều không thể thay đổi được trong cuộc sống. Ví dụ như có người vợ biết chồng mình có nhân tình bên ngoài và luôn luôn đay nghiến chồng, tự làm khổ mình đến nỗi đau khổ, vật vã và không bao giờ cảm thấy thoải mái. Dù chồng có xin lỗi, có thay đổi, cô ấy cũng cảm thấy không thể chấp nhận được điều đó. Trong trường hợp này, người vợ chính là người đau khổ nhất. Nếu chấp nhận sự thật và tìm cách giải quyết, chắc chắn cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nhiều. 6. Luôn suy nghĩ tiêu cực. Có một điều người hạnh phúc không bao giờ làm, đó là suy nghĩ tiêu cực. Có thể môi trường xung quanh bạn đều là những người tiêu cực, nhưng không vì thế mà bạn luôn luôn đắm chìm vào những điều không khiến bạn vui và cảm thấy thú vị, hứng thú. Suy nghĩ tiêu cực đó là bạn luôn rền rĩ, than vãn rằng cuộc sống bất công. Và có những khi bạn ở một mình, bạn cũng cảm thấy có những ý nghĩ không vui chút nào. Vì vậy, để trở thành một người hạnh phúc, chúng ta có thể nghĩ đến những điều tốt đẹp xung quanh, nghĩ về những gì mình có thể đạt được và làm những việc khiến mình và người khác vui vẻ. Cuộc sống luôn luôn thay đổi không ngừng và bạn sẽ đi theo guồng quay của nó. Có những thứ sẽ cản trở con đường dẫn tới hạnh phúc của bạn như sự thật, quá khứ, ý nghĩ tiêu cực. Chỉ có thể vượt qua những điều trên đây, bạn mới thực sự trở thành người hạnh phúc.